Thì đang làm việc với chú mà. Vậy bỏ hết mẻ rồi. Như thế là chú không có hợp tác theo cái không hợp tác theo chủ trương của chính phủ. Không nghi ngờ tôi trộm nước gì đó. Không phải là nghi ngờ, cái này là kiểm tra theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống kêu đó. Kêu hết rồi, đo hết đi. Phải không? Nếu mà đo là chú làm là chú ấy là chú không. Chú cái mẹ gì mà chú không có chú chán. What the fuck? Khó với người ta rồi thì ta nói. Chú làm gì tầm bậy? Không nói tầm bậy. Kêu đo vô hết. Như cái trường hợp đó là chỉ đạo của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo. Cái trường hợp nào chỉ đây. Chú đừng có ban ở đây. Tôi có bàn chứ không có gì. Mới tôi này là đứa người ta làm việc. Đi xui rồi. Tôi là sao? Đo đi. Đang nấu lên rồi đo đi. Cách xa 2 mét. Đúng theo chỉ thị rồi mà. Chú lên tôi lấy khẩu trang rồi. Không cần khẩu trang tôi có. Không cơ quan nó phát. Không phải là cơ quan. Chú làm việc ở cơ quan chú thế là nhận thức của chú là càng sai nữa. Giờ 2 mét. Chú nhận thức thế lại sai nhá, chú sai, chưa biết là nhận thức sai. Chú làm gì đừng quá, đừng lạm quyền. Không có ai lạm quyền, cái này chừng nào thì đảng viên rồi mà. Chú nói hơi dối ở đây. Còn có người yêu cầu công an giữ người ta là để tôi nhận báo trưởng ban chỉ đạo. Chú đừng có cái làm việc ở nhà nước mà chú thế là chú sai đó. Nhà nước thì ta đang chạy xe không có vi phạm gì, tự nhiên hỏi. Không, chú đo không nhiều. Đòi đó đi. Nên là đặt kiểm tra và bảo đảm an toàn chung cho toàn xã hội chú ạ. Theo chỉ thị chung. Vui đi, ở nhà tôi đã kiểm rồi. Cái chuyện cháu biết chú kiểm ở đâu, nhưng mà chú như vậy là kêu đó nữa. Nếu như mà nói như chú đừng có so sánh điều đó. Kêu hết, kiểm tra hết. Kêu giao thông giữ xe này thì tôi báo rồi. Kêu đi. Tôi báo ban chỉ đạo. Kêu đi. Anh, kêu đi. Anh, kêu luôn đi. Kéo lại hộp nè. Chú ở Bình Long được xe to cái gì. Kêu đi. Thôi đi, mấy con nhà. Kêu luôn đi, kêu lẹ đi. Quay video clip quay luôn đi. Đo gì đo kêu hết cái tàu nhiên thổi này vô quê đó. Không thể nào mà dồn hết, nếu như theo chú dồn như vậy sẽ ách tắc giao thông rất nhiều. Vô cái gì vô, tự nhiên cái cảnh kêu là vô. Tên gì? Nếu quay thì quay nè. Nếu quay thì quay ngay chú sĩ chứ. Quay cho chú nha. Để chụp hình em nhé. Rồi, 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 ok. Yeah. Đông anh ơi, ở trong này có trường hợp. Để xuống 2031. Không có một đoạn nữa, nói bạn nha. Nhưng mà tôi nói bạn chú đập bàn đầm cây gì đó. Tôi nói vậy không đúng đâu. Nhớ một cái đó. Có những cái trường hợp xe không thể dừng được hết, cháu không dừng được các loại xe được. Cái xe tải, xe ben được chạy đó. Xong dừng mà sao tự nhiên được cho tôi. Rồi cho chú tự hình là Nguyễn Văn Bả chứ. Cái này xin phép chú. Chú chụp cái gì? Chú Nguyễn Văn Bả. Công tác ở đâu? Ban chỉ huy sự thị xã Hồng Lâm. Rồi được.